Tăng 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 ya. Tăng 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 tinh tăng tăng tinh 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 tăng 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 tinh tăng 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 tinh tăng tinh tăng tinh tinh tăng 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 tinh. Ai 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 à. Vứt rác ra đường chứ riêng gì tôi? Tôi không bao giờ vứt rác bừa ra đường cả. Tôi có người dọn, bác không vứt ra đường cho họ dọn thì thiệt thôi. Đấy bác xem. Hả? Đây là nhà dê cũng vứt rác bừa ra đấy. Còn kia là nhà. Này, sao lại ném rác vào mặt tôi hả? Tôi vứt ra đường phố, chứ đâu có vứt vào bác. Tại bác không tránh kịp thôi. Nói thế mà cũng nghe được à? Cái đồ bị thịt. Cái đồ chưa bắt giới. Hãy xem lão tôi đây. Chiếc phao sắp chìm, ấy ta lặng im, ca căn câu rồi, ấy ta giật lên, la 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 la, la 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 la, la 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 la. À, thì ra cô Toàn vứt trộm, đổ lén rác sang nhà tôi. Hôm nay mới bắt được quả tang. Đâu có, tôi toàn đổ sang nhà lão lợn. Vì lão cứ ném rác sang nhà tôi luôn. Hôm nay lão lại ngồi canh trước cửa. Và lại cũng hơi mệt, nên tôi chỉ gửi tạm sang đây thôi. Có đúng chỉ là hôm nay tôi không? Hôm nay tôi quyết không tha. Cái khỏe bắt nạt phụ nữ à? Khỏe à? Chết chưa?
cả cái cửa hàng nước thơm ở nách cũng không hết mùi. Thảo nào, ế chồng là phải. Vãi cả nón. Băng Lòn ơi, cho tôi chú nhờ, nhà tôi ngập hết cả rồi. Nước ở đâu ra mà nhiều thế này? Nhà tôi cũng bị ngập hết rồi. À, sang nhà bác chó, nhà bác ấy cao hơn. Bác chó ơi. Này, hai bác đem rác sang nhà tôi vứt đi à? Thôi mà bác chó, xí xóa chuyện cũ đi, cho tôi xin lỗi, cho chúng tôi chú với. Thế chứ, thôi thì hàng xóm láng giềng, đành chín bỏ là 10. Nhưng tình hình này nước khó mà rút nổi, chỉ có ngày càng dâng cao thôi. Nhà tôi cũng sắp ngập hết rồi. Đúng, chúng ta phải tìm chỗ cao mà chú thôi. Hai bác giúp tôi hạ con xe này xuống, chúng ta phải vượt qua vùng ngập kia, lên gò đất nhà bác Mèo thì mới an toàn được. Được. Nào, nào, ngồi cả lên đây. Úi giời, nào lên đi. Nào, các bác để giúp tôi với. 1, 2, 3. Đúng là lúc hoạn nạn mà không có nhau thì chết nhỉ. Đúng, mà tôi nghĩ giá như chúng ta nghe lời bác Mèo, đừng vứt rác ra đường, thì ở đâu đến nỗi khổ thế này. Ôi, chiếc xe của tôi. Chán thế, phim đang ngay thì. Hả? Đói quá, mở suốt từ sáng đến giờ mà vẫn chưa tạnh, rét quá. Sao anh ta chọc mãi mà chẳng thấy nước rút nhỉ? Cống cong queo ngoắt ngoéo mà cứ chọc thẳng thế kia thì làm sao mà luồn lách sâu vào được cơ chứ? Tại mưa rồi. Vô ý thức quá, toàn vứt rác ra đường nên cống rãnh tắc tịt hết, nước không thể thoát được. Đã điếu, chị bỏ mặc chúng tôi à? Phải giải quyết sao chứ? Giờ á, có tiền tỷ, công ty chúng tôi cũng bó tay. Thôi, các bác tự giải quyết lấy nhá.
Giờ chỉ còn một cách là ta lội xuống mà thông lấy thôi. Chỉ có bác lợn to béo mỡ nhiều lại không sợ nước phải không bác chó? Đúng đấy, mà nhà bác ấy là nhiều rác nhất đấy. Thôi được. Ui giời. Kinh quá, nước bẩn quá, tôi chịu thôi. Ta không tự giải quyết được thì phải tìm cách khác thôi. Nhanh lên kẻo tối mất. Theo tôi, giờ chỉ còn cách thuê công ty voi hút sạch nước thôi. Cái công ty bơm hút này à, chém ác lắm, có mà tiền núi. Tiền tôi gửi ngân hàng hết, khi cần thì phải rút từ thẻ ATM. Có mỗi bác Dê đây có tiền tươi sẵn ứng ra thôi. Giờ không phải là lúc tính thiệt hơn, cốt sao thoát khỏi cảnh này đã. Theo tôi, trừ nhà bác Mèo, còn ba chúng ta đều hay vứt rác ra đường. Cứ chia ba cho nhanh gọn. Nếu ai không phản đối gì, tôi gọi điện thuê luôn. Alo, công ty bơm hút đó hả? Chúng tôi cần ký hợp đồng thuê gấp. Biết thế này mình mang thêm cái giỏ nữa. Thôi, đành về vậy. Rất tiếc là chúng tôi không thể ký hợp đồng được. Xin mời các bác đi thuê công ty khác. Công ty thông cống đã bó tay rồi. Giờ chúng tôi chỉ còn biết trông chờ vào anh thôi. Xin anh cố gắng giúp cho ạ. Chúng tôi tăng tiền gấp đôi. Bác có nhận làm không? Hút cái thứ nước này vào để chúng tôi sinh bệnh à? Bác chỉ cậy tiền là bác voi tự ái bỏ đi mất. Trời, bác Mèo về từ lúc nào? Trông cái giỏ nặng trịch toàn là cá. Bác làm món gì cho chúng tôi ăn với? Nhà cửa ngập, đồ dự trữ hết rồi. Từ sáng đến giờ tôi chưa có cái gì vào bụng. Cho tôi xin một con cá sống, nuốt tươi luôn. Các bác này lạ thật đấy. Không lo thoát nước chống lụt, chỉ nghĩ đến ăn thôi. Hết cách rồi. Bác lợn đây vùng vẫy mãi còn không nổi. Đúng đấy. Bác Dê hôm nay đã không tiếc tiền thuê cả công ty voi lẫn công ty đà điểu. Nhưng họ đều bó tay. À, thế nếu tôi thông được cống tắc thì sao? Hả? Chúng tôi mất mát nhà cửa đã khổ thế này. Bác còn nỡ trêu ghẹo, giễu cợt chúng tôi nữa hay sao? Này, này, Mèo vốn sợ nước, giờ lại bảo lội xuống nước thông cống là sao nhỉ? Mèo 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 mèo, ta có cách trèo, ta cướp dậy cho. Thôi đừng tranh cướp nữa, chúng ta cứ tin bác Mèo một lần đi, có mất gì đâu nào. Cách trèo bác không dậy, nhưng cách thông cống tắc mong bác xuống chỉ cho, chúng tôi biết mình sai rồi mà. Đúng đấy, xin bác xuống đây dậy cho. Dậy đây này. Ôi giời ơi. Hả? Cá tươi ngon thế này, sao lại không cho chúng ta ăn mà còn đổ đi hết? Tay Mèo này thâm thật. Hả? Lại còn chơi đàn nữa. Thế mình chơi. Làm sao bằng võ dê Hà Lão Chư thân mến. Đây không phải mùi bùn. Mùi gì lạ thế nhỉ? Đúng, tưởng thoát nạn nhưng chúng ta lại rơi vào chỗ chết. Phải nhìn anh thoát khỏi đây thôi.
cả chúng ta phải hợp sức lại, vượt qua đoạn cống này, phải xuyên thùng rác để tạo một con đường. Đúng rồi, chúng tôi sẽ phối hợp sau. Nào chuẩn bị, hai cậu đứa to lớn kia hãy đến sát cạnh tôi. Tiếp đến là Chê, Trạch, Dô. Tất cả các động tác cả ba phải đồng đều như nhau, nhưng phải vừa lượn vừa xoay, hiểu chưa? Thử nhé. Tất cả xuất phát. Tưởng cứ chơi được mãi. Ô. Các bác ơi, đừng rút rồi kìa. Kìa rồi, nhà tôi nổi lên rồi. Chỉ còn nhà tôi sao mãi chẳng thấy. Hay sập mất rồi. À, nhà tôi kia rồi. Hả? Thì ra lũ cá ở trong giỏ của bác mèo đã cứu chúng ta. Suýt nữa thì lão Trư này đã hiểu lầm, xin lỗi. Hoan hô bác mèo. Có gì đâu, mẹo vặt đi mà. Mẹo vặt của bác đã cứu nguy cho chúng tôi. Các bác về tổng vệ sinh hết rác trên đường phố đi. Nhớ là đừng vứt rác ra đường nữa nhá. Chúng tôi nhớ rồi. Ê, chờ tôi với. Lúc này không gì ba được. Úi giời. Ê, còn nhanh hơn cả xe máy. Thank you.
Sâu ta thích nhất đây. Ha
Xin lỗi, tại con sâu đấy. Sâu nào? Chính cậu đâm sầm vào tớ còn đổ tội cho sâu à? Chẳng may thôi, làm gì mà nóng thế. Bỏ qua đi, bọn mình là bạn mà. Bạn á? Nhìn lại mình đi, xem có xứng hay không rồi hẵng nói nhá. Chào cải trắng xinh tươi. Chào chị bướm. Ôi, chị có đôi cánh đẹp thế. Bộ quần áo của em cũng đẹp lắm. Đúng mốt hè năm nay đấy. Nhưng mà vẫn thiếu một thứ. Mà có nó thì em cực kỳ xanh điệu. Thứ gì hả chị? Đó là một chuỗi ngọc. Vòng ngọc á? Nhưng làm sao mà em có được? Ôi giời, khỏi lo đi. Chị là chuyên gia về vàng bạc đá quý đây. Hẹn ngày mai sẽ có một bất ngờ thú vị cho cô em. Chị đi nhá. Ôi, chào chị bướm. Em mong chị mãi. Chào cải trắng. Bây giờ hãy nhắm mắt lại. Em hồi hộp quá. Kiên nhẫn một tí nhá. Nào, bây giờ hãy mở mắt ra. Wow, ui, đẹp quá. Nhưng quà quý thế này em không dám nhận đâu ạ. Chuỗi ngọc này làm ra chỉ để cho riêng em thôi. Vì vừa nhìn thấy em là chị cảm thấy quý ngay. Thế mới lạ chứ. Thế ạ, thế em sẽ luôn đeo nó để nhớ tới chị. Cảm ơn chị bướm. Thôi nhá, bây giờ chị còn phải đi vì còn nhiều việc lắm. Hẹn lúc khác nhá. Ôi, chuỗi ngọc đẹp tuyệt, hợp với cây trắng thế chứ lị. Ôi, đẹp không kìa, đẹp chưa? Đẹp thế. Ôi, đẹp thật đấy. Sẽ khóc vì ghen tị mất thôi. Đến nằm mơ, mình cũng không nghĩ là có được chuỗi ngọc đẹp thế này. Có tiếng kêu của cải trắng. Đúng vậy.
Thầy chú gì cứ kêu đi, chú kêu đi. Kêu đi. Cải trắng, có sẻ xu đến đây. Cậu yên tâm, tớ sẽ xử lý lũ sâu háu đói này. Và bây giờ cậu hãy đeo khẩu trang và kính bảo hộ vào, nhanh lên. Và nhớ đứng im đấy nhá. Cậu cúi đầu thấp xuống. Xong rồi, bây giờ cậu bỏ kính và khẩu trang ra đi. Cảm ơn Sẻ Xu, cậu đã cứu mình. Ơn gì, công việc của mình ấy mà. Mà trời sáng rồi, để mình dọn vườn cho sạch. Ôi, chuỗi ngọc của mình đâu mất rồi. Chuỗi ngọc nào? Hôm qua chị Bướm quý mến tặng mình chuỗi ngọc đẹp lắm. Chị Bướm tặng à? Hiểu rồi. Theo mình thì chuỗi ngọc ấy đang ở ngay dưới chân của cậu đấy. Nhìn mà xem. Eo ơi, khiếp quá, sao lại thế? Đó là trứng sâu do bướm đẻ ra đấy. Cậu biết không, rồi trứng nở ra lũ sâu háu đói. Và chúng lớn rất nhanh. Khi mập ú, chúng làm thành kén để ở. Và ở trong kén, sâu biến thành nhộng, chả biết tại sao. Rồi nhộng biến thành bướm rực rỡ và bay đi. Ôi thế á, cậu nói tớ mới biết đấy. Xin lỗi vì đã coi thường cậu. Chuyện nhỏ, cái chính là không phải ai tặng gì cũng nhận. Chí lý, cậu đúng là người hiểu biết. Lâu thế nhỉ? Ừ nhỉ. Đúng đấy. Ôi. À. Ôi. Thank you.
Mẹ ơi, con đói. Con đã lớn rồi, con phải tự tập kiếm ăn chứ. Vâng ạ. Em làm gì thế? Cái mỏ của con nó sao ấy mẹ ạ? Không sao đâu, cứ tập rồi sẽ được thôi con ạ. Em ăn đi. Đại bàng đấy. Hôm trước chị nghe bác Cú Hoa nói đại bàng bay cao lắm, cao hơn cả những đám mây trên trời. Đúng đấy. Ơ, sao trông em lạ thế? Không giống anh cả. Cũng không giống cả chị hai. Mẹ bảo trông em khác vì em ở trong quả trứng lâu quá. Ừ, với lại em ở trong quả trứng to quá cơ. Mẹ đã nói rồi, đừng dại dột thế nữa nhé. Con biết rồi, nhưng sao đại bàng lại bay được hả mẹ? Mẹ xem, có giống cánh đại bàng không này? Chị thấy em xinh không? Ừ. Anh ơi, em đói quá. Ừ, đợi anh một lát nhé.
không biết, tớ chóng mặt quá. Này cậu vừa gọi ai thế? Thì cậu chứ ai. Đúng là họ hàng nhà mình bay cao thật. Không, tớ là gà, tớ không thể bay cao được. Cậu nhìn tớ này. Tớ chóng mặt quá. Đấy, cậu có thấy giống tớ không? Thôi chết, tớ về đây, em tớ đang đợi. Nhớ quay lại nha. Chim cắt đến, các con mau tìm chỗ ẩn nấp. Đánh được chim cắt cứu con đấy. Anh ấy bay giỏi lắm. Em út bay giỏi lắm. Út giỏi thật đấy. Ừ,